Cái unit test đó các bạn, thì các bạn đã học lý thuyết rồi, thì nó là một cái đoạn code để mà nó thực hiện, nó kiểm thử một cái đoạn code khác. Như vậy là cái gì là unit các bạn? Unit có thể là một hàm, có thể là một lớp, hoặc là bất kỳ một cái gì là một đơn vị nhỏ nhất nó có thể chạy được, thì các bạn phải làm viết unit test. Như vậy là để unit test mục tiêu là nó test cái hàm, cái chức năng, cái đơn vị của mình để đảm bảo là nó chạy tốt, nó không có vấn đề. Đấy. Như vậy khi mà vào một cái dự án thì nhờ cái unit test này nó sẽ đảm bảo cho cái chất lượng cái hàm của mình được kiểm tra tốt hơn. Nó sẽ không có cái môi trường giống như các bạn lập trình, kỹ thuật lập trình hay là cơ sở lập trình, là các bạn có console, các bạn chạy test từng hàm các bạn đâu, mà phải dùng unit test trong những cái trường hợp cái dự án có logic phức tạp, nó không có như một cái console nữa. Đấy chưa? Như vậy là một trong những cái unit test ở Java mà người ta dùng nhiều nhất á, đó chính là cái JUnit. Thì đây là một cái framework để mà viết unit test cho Java, và trong các dự án hiện giờ thì người ta cũng dùng rất là nhiều về cái JUnit này để người ta viết cái unit test ha. Như vậy là cái JUnit này thì bây giờ nó đã có phiên bản đến thứ năm rồi các bạn, thứ năm rồi ha. Thì ở trên cái slide này thì gửi cho các bạn cái phiên bản số 4 để thầy sẽ cập nhật cho các bạn, được chưa? Thì thật ra cái căn bản, cái cách viết của phiên bản số 4 và phiên bản số 5 á, nó cũng gần gần với nhau thôi. Nhưng mà cái phiên bản số 5 thì nó update nhiều cái hỗ trợ hơn, và nó tổ chức nó tốt hơn. Thì do đó là các bạn nắm được các cú pháp trong đây rồi thì các bạn tiếp cận với phiên bản số 5 nó cũng khá là dễ dàng. Thì bây giờ thầy nói với các bạn cái phiên bản số 5 một chút. Thì đây là phiên bản số 5 ha. Bây giờ JUnit của cái phiên bản số 5 đó các bạn, thì nó sẽ gồm có ba cái thành phần, cái thành phần Platform, Jupyter và cái thành phần Vintage. Thì nó dùng để mà mình viết các unit test, và đây cũng là một cái công cụ có vai trò rất là quan trọng trong phát triển các ứng dụng test driven. Thì test driven thầy đã từng nói với các bạn rồi, thì cái xu hướng của người ta là người ta sẽ viết cái test trước và viết cái chương trình làm sao chạy đúng cái test đó thôi. Thì các bạn hình dung nó được lợi gì các bạn? Thay vì bây giờ thầy phát triển một cái ứng dụng, thầy phải phải ngăn trước chặn sau cái yêu cầu của khách hàng, sợ lỡ nó đưa một cái dữ liệu gì đó vô sai thì mình phải chặn hết, mình phải suy nghĩ rất là nhiều hướng để mình phải chặn hết những cái trường hợp lỗi đó. Thì thay vì mất thời gian như vậy thì khách hàng nó nói là nó chỉ sử dụng đúng cái trường hợp đó thôi, làm sao cho đúng ngay cái đó chạy tốt cho nó là được rồi, không cần phải lo mấy thằng khác rồi, như vậy là quá khỏe, quá ok, mình cứ tập trung theo cái đó mình làm là xong. Như vậy là mình đỡ được cái khoảng thời gian rất nhiều, cũng như là cái chất lượng của mình đáp ứng cho nó sẽ nhanh hơn, đúng không? Thì cái dạng phát triển như vậy nó kêu là phát triển test driven các bạn. Đấy, thì test đây là cũng một xu hướng phát triển mà khá nổi bật bây giờ ha. Và cái JUnit này là một trong những cái framework hỗ trợ cái chuyện đó. Thì ở trong đây các bạn sẽ có cái JUnit platform ha các bạn. Và thì cái này là cái engine để mà các bạn thực hiện, các bạn chạy cái kiểm thử. Rồi các bạn có cái JUnit Jupyter, thì ở đây nó cung cấp các cái mô hình và các cái phương thức, các cái lớp để cho các bạn thực hiện kiểm thử, kiểm tra đầu vào, rồi thực thi đầu vào, rồi nó sẽ ra luôn cái report cho mình. Và đồng thời đấy, thì trong đây nó sẽ có một cái bộ annotation để mà cho các bạn xử lý đánh dấu một số cái test case. Thì lát nữa các bạn sẽ coi, các bạn thấy nhiều cái annotation trong Jupyter, được chưa? Rồi cùng của cái thằng Vintage này là nó hỗ trợ cho nó tương thích với bản 3, bản 4 các bạn. Bởi vì khi mà bản 5 nó ra đời thì vẫn còn nhiều cái dự án người ta đang chạy bản 3, bản 4. Thì nó cung cấp cho cái này để cho tương thích chứ không có bị ảnh hưởng, được chưa? Rồi, như vậy là bây giờ đó, các bạn muốn làm việc với JUnit á, thì đầu tiên các bạn lên cái project Java. Thì các bạn biết trước đây á, khi mình tạo ra cái project này dạng Maven, thấy chưa? Và cái project Maven này thì thường các bạn sẽ có cái file bom này. Thì bây giờ là mình bắt đầu mình sử dụng cái file bom này, thấy chưa? Mình bắt đầu sử dụng cái bom. Thì đầu tiên á, các bạn bật cái dependency này vô giùm thầy, dependency ha. Lúc đó các bạn phải tải ra cái thư viện vậy. Thì trước đây các bạn lập trình đó, các bạn phải lên các bạn download rồi các bạn cài đặt đủ thứ hết. Còn bây giờ là mình chỉ việc mình tải về và mình lấy cái Maven repository thôi. Các bạn vô đây nè, các bạn vô cái thằng là Maven repository. Đấy, vô đây các bạn search cho thầy cái gì đây, vô ngay cái này nè ha, search JUnit engine. Các bạn lấy engine trước ha, JUnit 5 engine. Đấy. Thì nó sẽ đưa các bạn tới cái phần đây các bạn, mình lấy cái bộ đây, giống giống cái chỗ này nè các bạn, lấy cái thằng Jupyter engine này của thầy. Bữa thầy lấy cái phiên bản 5.7.0-M1 là cái phiên bản mới nhất ở thời điểm đó rồi.
Còn cái thằng này để coi bây giờ nó có cái phiên bản nào mới hơn không. Thì nó lên 5.8 rồi nè các bạn. Đấy. Thì các bạn có thể tạm lấy cái thằng này, lấy về. Các bạn copy cái chỗ này đây. Đấy, copy nguyên dependency này. Rồi các bạn đưa vô bên trong của cái này đây. Tab vô ha. Đó. Tab một cái, được chưa? Rồi, như vậy là tạm thời mình cần cái này trước để mình lấy nó về. Thì lúc đó các bạn cứ build cái project, các bạn build cái project. Build ở đây ha. Build and build. Thì lúc đó nó sẽ lấy cái unit Jupyter về cho mình. Rồi và cái thứ hai các bạn phải chú ý nữa khi mà các bạn làm với JUnit á, thì các bạn bây giờ trong Java đó, các bạn muốn thực thi cái phần JUnit á, thì các bạn phải đưa một cái build là cái phần Surefire này vô ha. Thì cái Surefire này, cái phiên bản thầy lấy là cái phiên bản 2.2, cái này các bạn có thể lên trên cái Maven các bạn lấy về cũng được ha. Thì bây giờ thầy đưa cái này vô luôn nè. Các bạn phải có thằng này nó mới thực thi nha. Còn không nó sẽ có một số cái annotation nó bị lỗi trong cái phiên bản JUnit 5. Còn nếu mà bạn nào dùng bản 4 thì không cần ha. Rồi như vậy là mình đưa vô đây. Mình có một cái plugin, à cái build. À build mình copy cái đó, có build sẵn rồi, để đây nè. Được chưa? Rồi. Rồi sau đó các bạn cứ build bình thường cái đã, tính dễ tính. Cho nó build lại. Rồi, như vậy là bây giờ mình xong rồi ha. Thì bây giờ mình biết một cái unit test đầu tiên cơ bản như thế này. Bây giờ một cái bài yêu cầu của thầy đơn giản là bây giờ có nhu cầu muốn tính tổng các số nguyên tố thôi. Đấy, một bài ai cũng hiểu, ai cũng biết. À, như vậy là bây giờ đơn giản là các bạn hiểu là để làm được bài đó đó, thì các bạn phải biết cho thầy một cái phương thức để mà kiểm tra một số nguyên n có phải số nguyên tố hay không. Và đó chính là cái unit, một unit, bởi vì nó có đầu vào, nó có đầu ra, và các bạn cần phải test cái thuật toán nó có đúng không. Đấy, thì thay vì thầy viết thẳng vô trong đây cái hàm đó, thì lúc này mình sẽ để cho nó dễ test đó các bạn, để các bạn phải tách nó thành một cái unit để mà lát nữa mình test. À, như vậy là giả sử ở đây mình tạo ra một cái class, mình đặt tên là util đi, hỗ trợ đi chẳng hạn. Đấy, thì trong đây nó sẽ có cái phương thức của mình. À, ví dụ mình kiểm tra nguyên tố, mình biết phương thức tỉnh vậy thôi nha. Static bool kiểm tra nguyên tố, các bạn truyền vô số nguyên n. Đấy, như vậy là các bạn nói là nếu ha n lớn bằng 2, lớn bằng 2 thì nó mới tính nguyên tố, còn ngược lại thì chắc chắn nó phone rồi, đúng không? Ngược lại nó phone rồi ha. Rồi nếu n lớn bằng 2 thì sao? Mình cho một cái vòng lặp, đúng không? For một cái vòng lặp y từ 2, y nhỏ hơn một bạn, nhỏ hơn bạn m sqrt của n, rồi y cộng cộng. Nếu tồn tại một cái giá trị y mà n modulo cho y, modulo cho y mà nó là không, đấy, thì lúc này mình return về for. Rồi còn lại ra ngoài vòng lặp chắc chắn là true rồi, được chưa? Rồi một cái hàm đơn giản của mình như vậy nha. Rồi như vậy là sau khi mà mình chạy xong đấy, mình chạy xong, mình viết xong phương thức rồi, mình quay lại mình viết cái hàm bình thường để mà mình chạy. Thì bây giờ mình có một cái mảng đơn giản thôi, một cái mảng A gồm có là 2, 3, 5, 6, 4, 6, 4, 8, 9, 11. Rồi sau đó các bạn gọi cái hàm tính tổng thì đơn giản thôi, in sum bằng 0 ha. Mình for int x nó nằm trong danh sách A, mình nói là nếu mà util kiểm tra nguyên tố của cái con số x mà nó là true, đấy, thì lúc này cái sum cộng bằng x, rồi mình return về sum. Được chưa? Như vậy là cái hàm này thì quên cái này xuất ra luôn cho đang trong main mà, xuất ra luôn ha, system sum. Đấy, thì cái này chắc ai cũng biết, mình học cái này khá là nhiều rồi, và dù bên C# thì các bạn cũng nhìn cái này các bạn cũng đoán được là mình đang thực hiện cái thao tác mình tính tổng các số nguyên tố. Như vậy là các bạn hình dung là sau này khi mà mình ráp cái giao diện, cái chỗ này là cái giao diện người dùng nè các bạn. Đấy, nó không phải là console, nó chạy lên một cái giao diện chẳng hạn. Còn cái trong cái xử lý của mình nó là cái phương thức như thế này, thì mình cần biết unit test là mình biết unit cho thằng này. Đấy, mình kiểm tra coi nó đúng hay không. Được chưa? Thì bây giờ nó sẽ không có chỗ để các bạn thực thi console, nhưng mà mình ra một cái ứng dụng thì lúc đó mình sẽ kết hợp với cái unit test nha. Thì ở trong đây các bạn thấy là đối với cái project Maven đó các bạn nhìn lên cái cấu trúc của cái cấu trúc tập tin nha, ngoài cái nó tổ chức thư mục của mình ấy,
tổ chức thư mục của mình, thì các bạn vô cái chỗ file nè, thì đây là cái tổ chức trên máy của mình đây ha. Thì thường nó ngang với cái main này nó sẽ có một cái thư mục test. Đấy, một cái thư mục test ở đây các bạn. Thì nó không có thì các bạn cứ tạo ra. Đấy, thì trong cái chỗ test này là cái chỗ mà các bạn bắt đầu các bạn viết cái unit test ở trong đây. Thì trong đây nó sẽ tổ chức thư mục cũng giống giống vậy. Thì các bạn cũng có cái như vậy là để qua ra ngoài các bạn coi nè. Thì nó sẽ tạo ra cho các bạn một cái gói ha là test package. À, cái này các bạn cũng phải tạo cho nó một cái Java theo đúng như thằng này luôn. Để đây ra thì tạo đây. Này Java, có một cái thằng Java nha các bạn. Đây, vô đây tạo một cái thằng Java cho nó. Đúng cấu trúc nó mới ra được cái test package ở bên ngoài. Rồi. Đây, các bạn có cái test package này thấy không? Thì mỗi cái test case của các bạn biết ở trong đây. Ha. Còn hoặc là các bạn có thể tạo trực tiếp ở đây cũng được, không sao. Được chưa? Rồi bây giờ các bạn tạo ra một cái file test case đầu tiên ha. Bây giờ mình có một cái file là nguyên tố test case đi. Đấy, để mình thiết kế các test case ở trong cái file này. Được chưa? Và mục tiêu của mình là mình đang đi test cái hàm mà cái hàm này đây. Đấy ha. Rồi bây giờ trước khi mà test cái hàm đó thì phải nói một số cái annotation trước cái đây. Annotation là cái gì? Đây, annotation. Thì annotation này nó sẽ dùng để nó đánh dấu một cái chỗ nào là chạy ở mức độ nào, một cái lớp nào là cái lớp test case, rồi phương thức nào là phương thức test case và những cái khai báo hỗ trợ ha. Như vậy, một phương thức sau khi mà các bạn đã khai báo một class như vậy đó các bạn, thì class đó các bạn hình dung là nó sẽ chứa danh sách các test case và mỗi phương thức nó xem là một test case. Như vậy là ví dụ bây giờ mình viết phương thức đầu tiên đi. Phương thức thứ nhất là mình test số nguyên tố chẵn nha. Public rồi test nguyên tố chẵn, các bạn tự define ra các case. Còn cái việc mà tại sao có những case này á, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái lý thuyết các bạn đã học, phân tích như thế nào để các bạn ra những case này. Thì đây là một cái phương thức bình thường thôi. Bây giờ các bạn muốn đánh dấu đây là một test case đấy, thì các bạn để đây là a cộng test, thì nó sẽ hiểu đây là một cái test case. Được chưa? Như vậy là trong một cái test case đó các bạn, khi mà các bạn chạy thì giống như mình đã học trên lớp, thì các bạn phải có cái đầu vào, rồi các bạn có đầu ra mong muốn. Như vậy là cái đầu vào có thể trong trường hợp này giả sử nó là con số 9 đi. Đó. À cái chẵn mà, chẵn 2 đi ha. Đấy, test nguyên tố chẵn là 2. Và cái đầu ra mong muốn có thể là bool expected. Expected là true các bạn. Mình mong muốn con số 2 là nguyên tố. Được chưa? Rồi sau đó các bạn mới thực thi cái hàm của mình là thật sự của nó là như thế này. Là cái actual. Actual là các bạn gọi cái util, gọi cái đơn vị mình cần test vô, đúng không? Gọi cái util từ ở bên đây nè. Đấy, các bạn chấm, gọi cái phương thức n, bỏ n vô. À, như vậy là bây giờ mình muốn cái này nó check cho mình là nếu như cái actual với cái expected này nó khớp với nhau thì nó coi như test case này pass. Thì các bạn sẽ có một nhóm để kiểm tra cái đó các bạn. Thì cái nhóm đó nó nằm ở đây. Đấy, nó nằm ở cái nhóm là assertion. Được chưa? Và ở đây các bạn sẽ có nhiều cái phương thức để các bạn đánh giá một cái test case thế nào là pass. Thì nó có cái assert equal là kiểm tra hai cái giá trị bằng nhau. Not equal là hiểu rồi ha, là nó khác nhau, phủ định lại. Assert form là nó đánh giá một cái biểu thức là có phải là form hay không, tức là các bạn đang mong muốn là form đấy. Mà nếu nó ra form thì coi như pass, còn không phải là form thì fail. Thì tương tự cái này các bạn. Còn cái này là mong muốn một giá trị not null, đây là mong muốn một giá trị null. Còn cái này là gì các bạn? Là kiểm tra hai cái biến đối tượng, hai cái biến tham chiếu nó có đang cùng tham chiếu từ một đối tượng trên bộ nhớ heap hay không. Cái này là trong Java hay C# gì nó cũng vậy, nó có đang cùng tham chiếu từ một đối tượng hay không, tức là nó không so sánh về mặt nội dung. Đấy. Rồi, các bạn kiểm tra một cái ngoại lệ, ví dụ như sau này các bạn làm đặc tả yêu cầu đó, khi mà một có một cái gì sai thì họ mong muốn rằng phải ném ra đúng một ngoại lệ nào đó. Các bạn nhớ là sau này ngoại lệ nó cũng sẽ quy định ở trong cái thiết kế luôn, cái đặc tả yêu cầu luôn. Để mà các bạn khi mà có sai gì đó thì các bạn phải ném ra đúng cái vấn đề như vậy. Được chưa? Rồi còn cái này là so sánh mảng, là một số cái cấu trúc phức tạp thì nó có những cái phương thức ở bên dưới này ha. Thì bây giờ mình sẽ dùng một cái cấu trúc đơn giản trước, là mình sẽ sử dụng cái thằng assert equal trước. À, rất là đơn giản ha, để mình hiểu cái quy trình nó test case trước cái đã, rồi mình nói tới những cái cách mà viết unit test phức tạp hơn. Như vậy là các bạn muốn lấy thằng này đó thì các bạn import thằng này vô. Được chưa? Các bạn để assert đây ha, assess. Các bạn control, nó nằm ở trong cái Jupyter này. Được chưa? Các bạn chấm một cái, gọi cái phương thức assess equal.
Đấy. Như vậy là echo thì nó có nhiều kiểu chất kiểu dữ liệu các bạn. Bây giờ mình echo cái bool là cái bool này các bạn dùng ở search true là hay nhất ạ. Nhưng mà chỗ này thôi mình dùng echo rồi mình lấy cái ở đây nó có cái bool không đây. Đấy, các bạn cứ lấy đại nó tự nó map cho thôi. Echo ha, cứ lấy đại một thằng đi. Rồi, cái này là cái expected của mình nè. Đó. Rồi, cái này là cái actual này. Thấy chưa? Thì rất là dễ hiểu. Thì đây là một hình dạng của một test case. Thì một lát nữa khi mình chạy lên đó, nó sẽ ra một cái bảng nó report. Thấy chưa? Nhưng mà trước khi chạy thử đó, thì các bạn coi thêm một số cái annotation nữa nè. À, như vậy là các bạn sẽ có một số cái annotation. Cái annotation mà các bạn thường dùng nhất á là bốn cái annotation đầu, năm cái đầu. Đấy. Thì bây giờ mình nói hai cái này trước nè. Như vậy là các bạn sẽ có hai cái thằng là cái thằng before on và after on. À, nếu mà các bạn sử dụng phiên bản số 4 á, thì cái này nó gọi là before class và after class. Thì những phương thức nào mà các bạn gắn hai cái annotation này vô á, nó sẽ chạy ở thời điểm trước và sau khi tất cả các test case được thực thi. Thì thường là cái này dùng khi nào các bạn? Ví dụ như sau này các bạn test cái hệ thống có kết nối cơ sở dữ liệu, thì cái thời điểm trước khi mà nó bắt đầu chạy test case là các bạn mở kết nối ra. Đấy, và kết nối đó các bạn dùng chung cho toàn bộ test case. Rồi sau khi mà nó đóng thì các bạn đóng đóng kết nối lại. Thì thường là mình sẽ sử dụng hai cái này trong những mục đích đại khái như vậy. Thấy chưa? À, như vậy là ở đây thầy tạm thời thầy để một cái phương thức thầy cho nó in ra để cho các bạn thấy cái quy trình nó chạy trước cái đã. Thấy chưa? Như vậy là ở đây nè. Các bạn sẽ có một cái phương thức before on ha. Thì mình viết phương thức. Và các bạn nhớ là do nó chỉ chạy một lần chung cho tất cả các test case. Do đó cái phương thức đó phải là phương thức tỉnh các bạn. Đó là một cái điều đặc biệt các bạn phải để ý. Bên C# cũng giống vậy, nó sẽ có những annotation như vậy. Như vậy là các bạn có public static void. Ví dụ như mình nói là before on ha, mình đặt tên phương thức này đúng như cái đó luôn. Rồi. Rồi, các bạn gắn ở đây một annotation thì nó mới biết đây là cái before on nha các bạn. Before on. Rồi bây giờ mình system out đây nha. System out. Cái này mình gọi là before on. Rồi một câu như vậy đang lát nữa các bạn thấy nó chạy. Tương tự như vậy thì các bạn có một cái phương thức after on. Static void after on. Được chưa? Như vậy là cái after on này đó thì các bạn cũng gắn vô đây một cái annotation. After on ha, thì các bạn system out ra một cái after on thôi. Rồi. Rồi như vậy là hai thằng này là một thằng thằng này là nó chạy trước tất cả các test case. Và các bạn nhớ giùm thầy là các phương thức test case trong đây nè các bạn là nó độc lập với nhau nha. Chứ không có chuyện mà các bạn biến ở bên phương thức này mà thay đổi được dùng cho phương thức kia đâu nha. Nó không phải như là cái phương thức bình thường mà mỗi test case này nó chạy bộ dữ liệu độc lập hết. Đấy, thì các bạn muốn có những cái dùng chung á thì các bạn có thể kết hợp với những cái này các bạn dùng, nhưng mà thường là các thuộc tính riêng đó là mỗi test case nó sẽ chạy riêng hết. Đó. Rồi. À, đó là hai cái đầu tiên, hai cái tiếp theo nữa nè. Là cái before x và after x. Thì nhìn cái tên chắc mình cũng đoán phần nào rồi. Hai thằng này là nó chạy trước mỗi test case, còn hai thằng này nè nó chạy trước và sau một test case. Đấy, trước khi một test case thực thi thì cái thằng before luôn luôn được chạy. Sau khi một test case hoàn tất thì thằng after được chạy. Và ví dụ các bạn có 10 cái test case như vậy thì nó sẽ có 10 lần before after nó chạy. Được chưa? Như vậy là mình thử cái này. Mình thử chỗ này. À, thì cái đó là phương thức bình thường đó các bạn. À, như vậy là public void ha. À, before x. Rồi, thì cái chỗ này ha, các bạn để là system.out before x. Thì ở đây các bạn để a cộng before x. Đấy, thì nó nằm ở trong đây luôn nha các bạn. Đấy, nó nằm ở trong cái API Jupyter này. Rồi, tương tự như vậy thì các bạn có cái thằng after x. Cái này là after ha. Rồi, cái này là after x. Rồi, cái này các bạn sửa cái này lại. Rồi, bây giờ để cho thể hiện cái việc khác biệt của hai thằng này thì thầy viết thêm một test case nữa đi. Bây giờ mình test con số nguyên tố lẻ ha, lẻ. Đại khái như vậy. Rồi. Bây giờ ví dụ ở đây mình cho là 5 đi ha và mong muốn là true đúng không? Thì bây giờ mình không có làm này nữa, mình dùng cái assert khác để cho nó đa dạng. Thì mình mong muốn là true á thì các bạn dùng này. À, cái này ha. Các bạn assert true.
Đấy, mình đưa nguyên này cái này. Access true. Rồi các bạn đưa cái biểu thức actual của mình vô. Tức là mình mong muốn cái actual này nó trả ra là true với các bạn. Như vậy nó sẽ gọn hơn. Được chưa? Rồi, như vậy là sau đó các bạn đã có cái file này rồi ha. Bây giờ các bạn muốn chạy cái test case này đấy. Đấy, test file. Rồi, thì các bạn chờ nó nạp cái show file lên ha. Thì các bạn thấy là nó sẽ chạy ra cho mình như thế này. À, thì ở đây các bạn sẽ thấy nè, cái before on á, và cái after on á, nó chạy là trước và sau một lần, còn thằng x á, mỗi thằng nó chạy một lần, thấy chưa? Nó bắt hai test case vậy đó các bạn. Nếu mà các bạn có fail á, thì thử fail coi nó ra nha. Thử fail một cây nha. À, cái này ví dụ như mình bỏ 4 đi. 4 là sai đúng không? Chạy lại cái này. Đấy nó có một, à đó, cái test result này. Đấy nó phải có cái này ha, nó bị fail một cây đó các bạn. Đấy, thì khi mà nó bị fail đấy thì trên đây nó sẽ đưa ra một cái report cho mình. Đáng lý là cái cửa sổ này là nãy nó pop up đấy, sao mà của thầy chạy success thì nó lại không pop up. Đấy. Thì khi mà các bạn bật ở đây nè thì cái này nó pass là ok rồi, còn cái này nó fail nè các bạn. Thì nó sẽ chỉ cho các bạn là fail ở đâu, lý do tại sao lại fail. Thì ở đây là expected của mình là true nhưng mà cái kết quả thực sự nó lại là false. Được chưa? Thì nó sẽ ra cái kết quả fail như thế này. Thì các bạn có thể check ở trong đây để biết được nó fail ở chỗ nào và nhìn vô đây thì mình sửa lại. Đấy, thì mình có thể kiểm tra là do cái dữ liệu mình sai hay gì đó vân vân. Đấy, để mình sửa cái này. Bây giờ chạy lại, rồi start lại ha. Đấy, thì lúc này tất cả nó đều pass hết trong cái trường hợp mà mình chạy cái chương trình này. Được chưa? Như vậy là cái case mình pass hết. Như vậy là ở đây nè. À, cái việc mà thiết kế test case cơ bản là nó là này. Rồi sau đó các bạn chỉ cái vấn đề là các bạn test có ổn hay không á, là các bạn có xác định được đầy đủ các case này hay không.